gian lao mà vui kề. Người làm nông trên vai đội gió sương, sớm trưa cày cuốc giang nắng giang mưa, tối hôm về nhà mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông gian lao mà vui kề, cùng bà con chung tay xây dựng quê hương đất đai chủ phú. Cây trái sung xuê lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Nhà nông vui vẻ. Này nha, tôi dạy ông một lần thôi nhá, và lần sau mà cứ thế mà làm. Cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất là mình muốn câu cá đúng không? Là mình phải lựa xem cái hồ nào nó có cá, cái ao nào nó có cá. Cái thứ hai là gì biết không? Không. Cái thứ hai không biết. Thế thì ông đi câu cá thì ông cần gì? Cần câu. Đúng rồi. Cái cần câu. Cái thứ ba là gì không biết không? Mồi. Đúng. Cái thứ ba là mồi. Đố ông biết là cái thứ tư là gì? Thứ tư là cái gì á? Thứ tư là cái gì? Nó chỉ cần hai cái đấy thôi mà, cần gì nhá, đúng. Nó là cái cần cái kỹ năng câu cá. Chứ lại còn phải có cả kỹ năng nữa. Thế nhưng mà bây giờ tôi lại đố ông nốt một cái nữa thôi. Thế bây giờ mà mình đi câu cá nhá, thì cái điều quan trọng và cái điều đặc biệt ấy, thì mình làm cái gì bây giờ đầu tiên à? Thì móc mồi vào rồi vứt xuống rồi câu thôi. Ôi trời, đúng rồi. Thân thì mãi hoàn thân. Này, quan trọng là gì? Là mình phải tìm được một cái hồ nào có thật nhiều cá. Cái quan trọng là gì? Tôi biết cái hồ đấy ở đâu đấy. Ở đâu? Hồ nhà anh Khánh chứ còn ở đâu nữa. Anh ấy cá to. Ô thế đi câu trộm à? Không được. Câu trộm mày tao bắt nó như là bỏ. Bỏ gì? Bỏ sư đấy. Không, mình có đi câu trộm đâu. Mình chỉ là mình đi gửi nhờ cần thôi. Không sao. Cần thế là không được. Thế đang đứng đây làm gì mà cứ ngó nghiêng nghiêng thế? Đang đợi bà Oanh béo bà ra mở cửa hàng để mua yến phân bón về cho mẹ. Bón bưởi. Ở cái làng này thì bao nhiêu người không mua lại đi mua của bà Oanh béo. Bà làm sao? Không biết là bà Oanh béo ở cái làng này là chuyên chặt chém à? Thế à? Có gì nữa thì chết nhỉ. 5.000 nhưng bà đấy toàn lấy là 50.000. Thế chết không như vậy. Bà này chiến thật đấy. Thế nhưng mà này, có một tí tôi bảo sang nhà anh kỹ sư Khánh mà mua bên đấy đẩy. Ô anh kỹ sư Khánh bây giờ cũng buồn cả phân bón à? Nhiều lắm, xếp đẩy ở sân nữa. Tất trong trang trại ấy. Hay dạ. Cái quan trọng là đi về chuẩn bị đồ đi câu đã. Nhớ chưa? Đi nhanh lên.
Thằng này nó bảo là đây, thằng này nó bảo là nhà anh bán. Ờ, nhưng mà nhà anh ấy thì chỉ có phân xanh khoai mục thôi, có mua không? Phân xanh khoai mục là cái gì anh? Dạ thế cái phân xanh thì nó có tốt hơn phân tạm thường không anh? Ơ, tốt hơn nhiều chứ. Mà lại còn cực kỳ thân thiện với môi trường. Sao anh có thể khẳng định xác định thế anh ơi? Thế này, để anh cho cậu xem luôn thành quả của việc ủ phân xanh. Đây, đây anh phân tích cho, đi vào đây. Ngồi xuống, không phải ngại. Đây, bởi vì cái thành phần mà để phân ấy nhá, nó chỉ là những cái rác thải ở trong nhà bếp. Ví dụ như là rau củ quả hồng, vỏ trái cây và những rác thải ở trong nông nghiệp, ví dụ như là bã cà phê, rồi là gốc của rau củ, cành cây tươi hay là cỏ trong vườn, thế thôi. Cực kỳ thân thiện với môi trường và rất giàu dinh dưỡng, rất thích hợp để bón cho cây. Mấy cái thứ này mà cũng làm được phân bón này, ngành hay nhỉ? Đấy. Tốt thật đấy. Nhìn nó lại rất giống cái mùn đất đấy nhá. Đúng rồi. Thành quả của người ta ủ nửa năm trời đấy ông ạ, chứ không phải là tự nhiên mà có đâu. Hiếp lâu thế. Đúng rồi đấy thân ạ. À, cái này ủ ấy là phải mất từ 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng mà bảo nửa năm cái thằng này. 6 tháng với nửa năm thì nó có khác gì nhau đâu. Với cả là gì? Bây giờ nhá, nhà ông nhá, rác thải ở trong bếp đầy đấy, mà lại toàn rác thải nông nghiệp, cho nên là ông cứ ủ xong ông cứ để ra ngoài vườn đấy, kiểu gì nó chả được. Đúng không? Đúng rồi nhỉ. Nhà em cũng nhiều lắm nhưng chả biết để làm gì cả. Thế đấy. Thế bây giờ làm thế nào anh nhỉ? Em cũng không biết làm. Thế này nhá, để ủ phân thì cần chuẩn bị một cái thùng. Thì thùng thì có thể là đi mua hoặc là tự chuẩn bị, tự chế bằng thùng xốp cũng được. Nhưng mà nhớ là phải có nắp đậy. Đấy, sau khi có thùng rồi thì mình sẽ để ra nơi mà thoáng mát, có ánh sáng, bởi vì phải cần duy trì nhiệt độ để giúp phân hủy nhanh. À rồi, em hiểu rồi đấy. Đấy, thế bây giờ là còn về mà cách ủ nhá, cách làm thì bây giờ là em dùng củi khô xếp ở dưới đáy thùng để tạo ra các cái lỗ nhỏ nhằm thoát khí, thoát nước và cũng để dễ dàng cho việc trộn nguyên liệu trong cái quá trình ủ. Bạn để tôi này anh ơi, xong rồi nhá, là mình là gom cái mấy cái củi khô đấy à, với cả với cái rác thải đấy về vào lẫn trong một cái thùng đấy à anh? Nguyên liệu thôi, không có củi khô. Nhưng mà nhớ là chỉ gom vào chừng tầm khoảng 3/4 thùng thôi nhá. Khoảng 3/4 thùng. Rồi thế xong rồi mình còn làm gì nữa hả anh? Tiếp theo là mình sẽ dùng vòi nước để làm ẩm với một lượng nước vừa đủ với cái nguyên liệu ở trong thùng đấy. Nghe hai người nói em thấy cũng dễ, chắc em về em cũng làm được. Và nhớ một điều nữa, đó là mở nắp thùng và dùng gậy để đảo với định kỳ là 3 ngày một lần đấy. Như vậy thì sẽ cung cấp oxy giúp cho phân hủy nhanh hơn. Nghe cũng khó nhỉ? Khó quá. Có cái gì mà khó? Định kỳ là 3 ngày chứ một lần, cứ thế mà đảo thôi, có cái gì? Hay là bây giờ anh không có cái phân đạm kia thì em mua luôn cái bao tải phân xanh này của anh được không? Cái bao này thì là anh đang định đi giao cho khách. Mà thôi rồi, hiện hai cậu đang ở đây thì cứ mang về đi. Anh để lại luôn cho, anh sẽ giao cho khách bao khác. Rồi, okay. Mua luôn bạn đấy. Cầm về. Đây. Thôi cầm tay anh bẩn lắm. Đúng rồi, sách về luôn. Đi nhanh, về. Không đi về cùng à? Bạn cứ về trước đi. Thân. Dạ. Mẹ hỏi này. Thôi anh ơi. Dạ. Bây giờ anh thấy tôi về xong rồi anh lại còn ra vẻ sạch sẽ. Đáng lý ra ấy, ăn xong ấy bằng từng này tuổi rồi không cần mẹ phải nhắc cái việc vệ sinh nhá. Ăn xong phải cho vào thùng rác. Ai để trên bàn ăn như thế? Cho vào thùng rác nó phí lắm mẹ ơi. Cái này bây giờ con gom vào để mấy cái này đem đi ủ phân xanh đấy. Ủ phân xanh á? Vâng. Thật đó? Thật. Này. Dạ. Lần đầu tiên mẹ nghe nhá, là những cái vỏ trái cây này làm ủ phân xanh nhá. Thật à? Thật làm được mà mẹ. Mình lấy mấy cái vỏ trái cây này với cả mấy cái rau củ quả hồng ấy, ủ phân xanh ấy, là cây nó mọc tốt lắm. Ôi thế à? Thế mẹ có muốn ăn bưởi ngon không? Ăn bưởi ngon không? Ôi trời ơi, sao tôi thiếu đứa con gái này nhỉ? Có, ai chẳng muốn ăn bưởi ngon. Thì phải... đây, chờ mẹ. Tiết kiệm hết mấy cái này. Đây, này, xem trong nhà có những cái hoa quả nào thối hoặc hỏng, dập, nát, bỏ ra đây. Vâng, xem trong nhà còn nhỉ, thì cứ vào luôn. Đi vào đi.